Xin chào tất cả bạn, tôi Phương đây. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về mối quan hệ hợp xung hại của các tuổi trên lòng bàn tay. Chúng ta ôn lại về 42 con giáp trên lòng bàn tay. Chúng ta sử dụng bàn tay trái này, bốn ngón tay út, áp út, giữa và ngón tay trỏ. Bắt đầu từ áp út này, tí này, xỉu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Hoặc chúng ta có thể đếm ngược là Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Dần, Sửu, Tý, Sửu, Tý. Và mối quan hệ hợp là như thế nào? Hợp là theo hàng ngang nhé. Chúng ta lưu ý theo hàng ngang này. Tý hợp với Sửu này. Sửu hợp với Tý này, Hợi hợp với Dần này, Dần hợp với Hợi này, Mão hợp với Tuất này, Tuất hợp với Mão này, Thìn hợp với Dậu, hay Dậu hợp với Thìn này, Tỵ hợp với Thân này, Thân hợp với Tỵ này, Mùi Ngọ hợp với Mùi này, Mùi hợp với Ngọ này. Đấy, chúng ta lưu ý 12 con giáp thì sau có 6 cặp dị hợp, đó là Tý, Sửu, Hợi, Dần, Tuất, Mão, Dậu, Thìn, Thân, Tỵ, Mùi, Ngọ. Còn hại, hại thì theo hàng thẳng đứng đi nhé. Hại theo hàng thẳng đứng. Đấy, ví dụ như đây là Tý hại Mùi này, Sửu hại Ngọ này, Dần hại Tỵ này, Mão hại Thìn này, Hợi hại Thân này, và Tuất hại Dậu, hoặc là Mùi hại Tý này, Ngọ hại Sửu này, Tỵ hại Dần này, Thìn hại Mão, Thân hại Hợi này, Dậu hại Tuất này. Đấy là 6 cặp về hại. Còn xung nhau để chéo này, Tý Ngọ xung nhau này, Sửu Mùi xung nhau này, Dần Thân xung nhau này, Mão Dậu xung nhau này, Thìn Tuất là xung nhau này, Tỵ Hợi là xung nhau này. Đó, đó là 6 cặp xung nhau, hay cổ nhân thường đọc là tứ hành xung, dễ nhớ là tứ hành xung. Có ba cái tứ hành xung. Tứ hành xung thứ nhất là Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Và tứ hành xung thứ nhất, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tứ hành xung thứ hai, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Đó là tứ hành xung thứ hai. Và Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ hành xung thứ ba. Đó, có ba ba cái tứ hành xung như vậy. Tứ hành xung. Còn tuổi về tam hợp chỉ có Hợi, Mão, Mùi tam hợp này. Hợi, Mão, Mùi tam hợp này. Tỵ, Dậu. Tỵ, Dậu, Sửu tam hợp này. Thân, Tý, Thìn tam hợp này, Dần, Ngọ, Tuất tam hợp, có 4 cái tuổi tam hợp, đó là Dần, Ngọ, Tuất này, Thân, Tý, Thìn này, Hợi, Mão, Mùi này, Hợi, Mão, Mùi, Tỵ, Dậu, Sửu, đó, 4 cái tam hợp, tại vì có 12 con giáp. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Chúng ta có 6 cặp nhị hợp, nó là Tý Sửu nhị hợp này, Hợi Dần nhị hợp này, Tuất Mão nhị hợp này, Dậu Thìn nhị hợp này, Thân Tỵ nhị hợp này, Mùi Ngọ nhị hợp. Có 6 cặp hại, đó là Tý hại Mùi này, Sửu hại Ngọ này, Dần hại Tỵ này,
Mão, hại thìn này, hợi hại thân này, và tuất hại dậu. Và sáu cặp xung nhau, đó là tí ngọ xung nhau này, xỉu mùi xung nhau này, dần thân xung nhau này, mão dậu xung nhau này, thìn tuất xung nhau, và tị hợi xung nhau. Nghe tứ hành xung là dần thân tị hợi tí ngọ mão dậu thìn tuất xỉu mùi. Đấy, có ba cái tứ hình xung. Còn có bốn cái tam hợp tuổi, đó là hợi mão mùi này, hợi mão mùi là tam hợp này, tỵ dậu xỉu là tam hợp này, dần ngọ tuất là tam hợp này, thân tí thìn là tam hợp. Có bốn cái tam hợp. Tam hợp là tam giác trên lòng bàn tay, chúng ta để ý này. Ví dụ như đây là hợi này, mão này, hợi mão mùi, hợi mão mùi, hợi mão mùi, tam giác là tam hợp trên lòng bàn tay. Hôm nay tôi sẽ xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Và trong những cái chương trình về học tử vi thì tôi sẽ giải thích sâu hơn về mối quan hệ giữa các tuổi đó. Và các bạn có thể đăng ký học tử vi ở cái link bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.